Sáng ngày 26 tháng 8, một số khu vực thuộc các xã Đại Lào, Lộc Châu và các phường 1, 2, Lộc Tiến, Bê Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị nước dâng cao gây ngập úng. Tại xã Lộc Châu, nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập khu vực ven suối các thôn Tân Ninh, Tân Thịnh, Tân Bình, Ánh Mai 3, thôn 2. Tại phường Lộc Tiến, nước suối Tân Hà dâng cao làm chia cắt đường Phan Chu Trinh. Khoảng 50 hộ dân dọc theo suối Tân Hà bị nước tràn vào nhà gây hư hại tài sản. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ven suối Hà Giang. Một số khu vực tại phường 1 và phường Lộc Sơn bị nước dâng tràn vào nhà dân, làm khoảng 60 hộ bị ngập các mức độ khác nhau. Lực lượng vũ trang, thanh niên được huy động hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản không bị ảnh hưởng do ngập lụt. Sáng cùng ngày, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cũng phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ. Trong đó tập trung các khu vực có nguy cơ rất cao gồm thành phố Bảo Lộc, xã Đại Lào, xã Lộc Châu, phường Bê Lao, Lộc Sơn, huyện Bảo Lâm, xã Bê Lá, Lộc Thành, Lộc Phú, Lộc Nam, Đạ Hoai, thị trấn Đạ Em Ri, xã Đoàn Kết, Đạ Tẻ, xã Đạ Ban. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, để điều tra về hành vi giết người. Người này được xác định đã dùng khí CO đầu độc khiến vợ và ba con gái ruột tử vong. Trước đó, ngày 23 tháng 8, người dân phát hiện nhiều bất thường ở nhà Hải nên đến kiểm tra thì phát hiện vợ và con gái người này nằm bất động trong phòng ngủ. Riêng Hải đang hấp hối nên người dân đưa đi cấp cứu và được cứu sống. Tại cơ quan công an, Hải khai gia đình có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thua lỗ, nợ nần. Trong lúc bí bách, đã lên mạng tìm mua khí CO và cách thức sử dụng để đầu độc cả nhà. Rạng sáng ngày 23 tháng 8, Hải xả khí CO vào phòng ngủ, sau đó vào nằm chung với ý định tự tử. Tại hiện trường, công an thu giữ bình chứa khí CO. Chiều ngày 25 tháng 8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 11 năm tù đối với bị cáo Tôn Thất Thạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Đà Nẵng, 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, 5 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Kim Chi, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, trong các năm 2020 và năm 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á, do Phan Quốc Việt làm giám đốc. Tổng cộng 81.350 kíp tách chiết thủ công và 410.000 kíp tách chiết tự động. Ngoài việc ký kết hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, CDC Đà Nẵng còn nhận được tài trợ của các đơn vị khác. Quá trình pha chế, sử dụng các loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phát hiện sẽ có dư ra một số lượng nhất định. Từ đó, bà Nhàn báo cho ông Tôn Thất Thạnh biết và xin chủ trương không báo cáo số lượng hóa chất, sinh phẩm, vật tư dư ra trên hệ thống sổ sách của Trung tâm CDC Đà Nẵng mà bán cho Công ty Việt Á để lấy tiền sử dụng cá nhân. Việc này được ông Thạnh thống nhất. Khoảng cuối năm 2020, khi Phan Quốc Việt đến Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19, ông Thạnh và bà Nhàn gặp trao đổi về việc mua bán lại một số loại hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 này và được đồng ý. Sau đó, bà Nhàn chỉ đạo Lê Thị Kim Chi chỉ báo cáo tiêu hao theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, không báo cáo đúng thực tế số lượng sinh phẩm, hóa chất tồn kho tại khoa xét nghiệm cho Trung tâm CDC Đà Nẵng biết. Sau khi có số lượng hóa chất sinh phẩm dôi dư để ngoài sổ sách của đơn vị, bà Nhàn và Chi giao bán lại cho Công ty Việt Á. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ số lượng kit, sinh phẩm đang lưu giữ trong kho với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Đà Nẵng là hơn 4,5 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên, Yên Bái đã quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Sĩ Trung, 43 tuổi, ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bố mẹ vợ của Trung. Qua điều tra, chiều ngày 24 tháng 8, Trung đến nhà bố mẹ vợ là ông Phạm Ngọc Mười và bà Nguyễn Thị Mắng, cùng 73 tuổi, ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, để vay tiền làm giỗ cho mẹ đẻ, nhưng không được cho vay vì trước đó Trung đánh bạc bị thua tiền. Trong lúc bực tức, Trung cầm dao thủ sẵn trong người, đâm ông Mười và bà Mắng, khiến ông Mười tử vong.
còn ba Mắng bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng khi tới khu vực thôn An Phú, xã Lương Thịnh, thì bị tổ công tác của công an huyện Trấn Yên phát hiện bắt giữ. Ngày 26 tháng 8, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho hay, vụ hiệu trưởng đánh hiệu phó xảy ra trên địa bàn đã có quyết định kỷ luật. Theo đó, ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc bị giáng chức, chuyên chuyển về làm phó hiệu trưởng trường tiểu học xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy. Đối với ông Lê Đức Huấn, phó hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, Ủy ban Nhân dân huyện đang rà soát để luân chuyển sang nơi khác. Trước đó, ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, ông Tuấn mâu thuẫn với ông Huấn. Quá trình nói chuyện, giữa hai ông xảy ra cự cãi, ông Tuấn đánh ông Huấn tím mặt. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Đối với ông Phan Anh Tuấn, thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lê Đức Huấn. Ngày 25 tháng 8, Thành ủy Pleiku, tỉnh Gia Lai thông báo về việc Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo cơ quan liên quan xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Trần Ngọc Thanh. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, ông Trần Ngọc Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, xây dựng, để người dân xây nhà, công trình trên đất nông nghiệp. Vụ việc diễn ra nhiều lần trong thời gian dài, nhưng ông Thanh thiếu kiểm tra giám sát cán bộ công chức thuộc quyền, giao việc nhưng không đôn đốc kiểm tra tiến độ thực hiện. Đồng thời, khi phát hiện vi phạm của người dân, nhưng ông không có biện pháp xử lý dứt điểm để vi phạm kéo dài. Những vi phạm của ông Trần Ngọc Thanh được xác định nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín bản thân, tổ chức đảng và chính quyền địa phương.